Giới thiệu với các bạn, đấy là kèo chấp 2 đá 3. Thì bên 2 là dùng ren và phan tài. Còn phía bên 3 là 3 cột rúc. Vị trí cống là đạt, trên 2 là sang và thủ công khanh. Hai bên đang chuẩn bị xếp kèo, sắp xếp để báo kèo với nhau. Hai bên cơ bản thống nhất 12, dùng ren vịt bóng đạt, bàn tay chuyền bóng bổng lên cao khanh. Khanh đập bóng mạnh, rất tốt. Điểm số 1-0. Khanh vượt bóng, rất đáng tiếc, cú chọt bóng không qua lưới. Điểm số bây giờ là 1-0. Dũng rèn đi bóng ép vào đạt, sang nêu hai bước rất hay. Của cánh thủ sang hai chuyền của sang rất là hay. Điểm số bây giờ là 2-1. Khánh vịt bóng, cú chọt bóng lại ra ngoài sân, rất đáng tiếc, hai quả vít đều hỏng. Lấy an toàn làm trọng, không ăn được vịt đâu. 2-0, tỷ số bây giờ là 2-0. Dùng ren vịt bóng ép rất hay, vẫn còn. Phía bên này chú ý đập vào phan tài, còn sang an toàn. Phan tài đập bóng rất hay, đập bóng sang trái sân của đạt. Đạt không thể giơ được bóng trong pha bóng rồi. Điểm số bây giờ là 3-2. Dũng Ren tiếp tục vượt bóng, 3-2. Nêu bỏ an toàn thôi. Hay,
Đập bóng rất tốt, nhanh, vẫn còn. Mặc dù lộn xộn nhưng bóng vẫn chưa rớt xuống sân, vẫn còn. Nhưng pha bóng rất đẹp, rất đáng tiếc cú đẩy bóng bằng đầu hơi mạnh của Quang Khanh. Điểm số bây giờ là 4-2. Dũng Rèn tiếp tục vượt bóng vào vị trí Khanh, nêu sang bỏ. Phía bên kia tập trung vào Đạt. Ôi, rất đáng tiếc, lại hỏng bóng. Điểm số bây giờ 5-2. Tiếp tục Dũng Rèn vít bóng vào vị trí của Đạt. Hai cầu thủ không hiểu gì nhau. Đổi bóng 3-5. Khánh vịt an toàn vì ăn vịt khó. 3-5. Đập bóng không qua lưới. Đấm bóng rất mạnh nhưng do ở xa nên bóng thấp nên không qua lưới. Điểm số bây giờ là 4-5. Lại một cú đập bóng vào lưới nữa của Dũng Rèn. Năm đều. Năm đều. Sang nêu bỏ nhẹ, bỏ rất hay. Cú xử lý bóng rất là tinh tế của Dũng Rèn. Điểm số bây giờ là 6-5. Dài ghế sân. Đập rất hay. Điểm số bây giờ là 7-5. Những cú xử lý, những phá bóng xử lý của Dũng Rèn rất là tinh tế, rất là khéo và rất là uy lực. Rất hay. 8-5. Hai bên làm thủ tục đổi sân. 8-5. Bên Dũng Rèn tiếp tục bóng.
kêu, bàn tay, đập bóng vào lưới. 6-8. Hoàng Khánh tiếp tục vượt bóng, điểm 6-8. Cú đẩy bóng ra sau, sau đầu vào góc chữ A của Dũng Rèn, làm Đạt phải dùng tay để bắt bóng. Điểm số bây giờ là 9-6. Bài 9. Bài 9, điểm số bây giờ là 7-9. Quang Khánh vượt bóng. Còn không, vẫn còn. Bỏ nhẹ. Bóng lại không qua lưới. Không phải. Điểm số bây giờ là 0-7. Đen vượt bóng. Chưa qua lưới. Đồ điểm 8-0. Qua chân, Dũng Rèn qua chân. Theo luật của Việt Úc là bóng đá chân đá qua sân. Điểm số bây giờ là 9-0. Ngoài. Một chín phía bên này, đổi chân vết, Phan Tài vết bóng. Cú xử lý bóng không được chuẩn của Phan Tài làm Dũng Rèn gặp khó. Điểm số bây giờ là 0-1. Rất hay, điểm số bây giờ 1-0. Phá bóng vừa hay vừa may của Đạt.
Rồi, đập bóng vào lưới. 2-1. Bóng lại ra ngoài sân. Điểm số 3-1. Bóng lại ngoài sân. Rất đáng tiếc. Điểm số 4-1. Lưới. 2-4. Một điểm nữa là hết, một điểm nữa là đều. Một con. Rồi. Bốn đều. Kết quả rất khó dự đoán. Điểm số bây giờ là 4 đều. Dũng ơi, mình không còn nữa. Dũng ơi. Tay lên cáo thì cân này đập vào không? Báo. Đây, vào đây. Chứ quá rồi. 5-4. Lạt sân. Điểm 5-4. Vậy là trận đấu đã kết thúc. Chiến thắng thuộc về bộ ba của Vinh Đức.